tắt bếp được rồi mày ơi. Được rồi thế xem nào. Đưa cái đĩa này. Trời ơi má ơi. Đi ra dài quá. Ngon quá. Lấy cái nồi nhỏ cho ấy đi. Cái này mình này kho trứng mà, thịt kho trứng như thế này thôi. Con gái yêu ai mà nói chung là ai đến ăn bún đậu và muốn ăn mua đậu mang về thì cũng liên hệ quán. Có mấy bà cứ bảo em đến quán chị ăn muốn mua đậu trắng mang về đây bán cho, thì nó không ăn ấy đâu, thì nó mới béo được. Em lấy cái bát đây chị đổ đổ cho đổ, đồ ấy cho. Ê thì chỗ đấy được không má ơi, nhà đấy đi người ta lấy cái nồi nhỏ xíu nó mới nấu nóng. Bát đâu mỡ đâu. Nào đứng im nào. Kéo nóng nha. Đó. Thèm à. Con nhà bún đậu mà ăn đậu hũ này cả nhà. Nghèo khổ quá không có tiền để ăn đậu hũ này này. Đói quá đi. Thèm ăn con gì không Kiến ơi, thèm ăn món gì nữa không? Có thèm ăn món gì nữa không? Ui giời. Mỏ móng của mày ơi. Cái gì? Con hẹn mày xem bữa bên tí nữa phải cắt thêm cái đó để dạy rồi học thêm một bài banana nữa xong. Nhai xong rồi nói, nhai xong rồi nói. Nhặt rồi nhai xong nói con gái yêu. Có thêm đậu hũ à? Trời ơi cô Trang kho thịt với trứng với đậu hũ là chuẩn cơm mẹ nấu rồi, đói quá chắc mẹ phải ăn một miếng con ạ. Mẹ ăn có trứng chứ con ăn trứng. Mẹ chỉ lấy để lại lòng. À ý con bảo là ý là con ăn lòng trắng mới ăn lòng đỏ á. Con ơi cái đấy ấy, thì con phải nói với cô Trang nhá, mẹ không ăn lòng đỏ để mẹ béo à. Con này định lừa mẹ à? Ủa lòng đỏ ăn kiêng mà. Không, lòng trắng mới ăn kiêng con ơi. Cô Trang đưa lòng trắng cho Kiến nhá. Cô Trang phải hiểu rằng là Kiến không ăn lòng đỏ mời cô Trang, sao cô Trang ăn ít thế? Cô Trang ăn thêm sao mà béo nhỉ? Cô Trang nhiễm khuẩn đó mẹ. Ờ khiếp cô Trang 30 cân đó. Nhai hết đi, nhai nốt đi con. Nhiều quá béo đỡ không nổi. Cô Trang cô đang cà khịa mẹ sao Kiến ạ? Đúng không? Đúng rồi. À, cô Trang nấu canh nấm này. Nấm này, rong biển này. Ha. Ủa con nấm hả? Đây này, nấm này. Ừ, hôm nay cô thì không chứ con chả bảo cô thích ăn nấm kim châm đây. Cô Trang chiều thế gì nữa đây. Ăn mất canh xíu nào, ăn rong biển trước đi cho. Ôi giời con móm. Móm ơi mày yêu con tình nồng. Mày yêu con tình say nồng cháy, tình cháy tình nồng. Kiến rất mê rong biển, còn rong biển không Trang? Rồi. Mấy bịch là mấy bịch má? Hai ba bịch lớn. Hai bịch là hai bịch nhỏ hay lớn? Bịch bự á. À ờ. Còn cái súp với con không? Còn. Súp để nấu rong biển ấy. Để nhờ Nhật còn nhiều Nhật mua về. Ui giời móm. Ui giời móm. Thôi ăn đi nhá. Mẹ nằm nhá, mẹ thở xem mẹ có nên ăn không, béo quá. Nên. Nên không? Còn miếng đậu đợi. Còn miếng đậu đợi à? Sao ta đói quá nhỉ? Ôi giời khốn nạn đấy, con gà nằm chình hình đây nè. Ê không có miếng cơm nào à? Mẹ cho con miếng gà. Gà? Ừ. Mẹ gầy là cũng vì cái miếng thịt mỡ này đấy Kiến ạ. Mẹ đã gầy còn thêm thịt mỡ này. Dưa chua. Dưa chua. Cà pháo. Dưa chua. Trời ơi, bị dưỡng. Cái gì? Con bị dưỡng. Con miếng thịt mỡ hay thịt nạc? Dạ, con ăn thịt. Con đây. Nói chung cho mẹ một cái. Không, mẹ không ăn lòng trắng, con ăn đi. Mẹ ăn một cái lòng trắng. Không, con ăn đi, con ăn đi để mẹ ăn miếng thịt mỡ ấy, cho mẹ biết thế nào gọi là giữ cân nặng. Không ăn thịt mỡ biết khi nào mà bé. Ừ. Con nhân mẹ đâu có biết ăn thịt mỡ đâu. Nó ngon quá. Ấy ăn bây giờ. Đúng không? Bây giờ
Cháu cũng như tôi chỉ còn rất là béo thôi. Mê đậu hũ lắm. Ăn thế thôi con ạ. Ăn thế đủ béo rồi. Con là béo dữ chưa? Nói gì em? Con là béo dữ chưa? Béo lắm rồi, con gái yêu của mẹ, ăn đi. Đâu mẹ, mẹ kiểu này mà, cái bụng của mẹ cỡ này mà, làm gì bé rồi. Ok, con ăn cơm đi, ăn cơm đi, ăn cơm đi. Tầm gái đi ra quán đây.